Mới đây, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Giang, qua đó phát hiện và tạm giữ gần 3.000 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu giả nhãn hiệu. Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Bắc Giang kiểm tra đột xuất 4 điểm kinh doanh quần áo giày dép mỹ phẩm tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, qua kiểm tra bước đầu, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Khai nhận ban đầu của các chủ cơ sở này cho thấy, phần lớn hàng hóa được nhập mua tại phố Hàng Dầu và Ninh Hiệp Hà Nội nên không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hơn 1.400 sản phẩm hàng hóa là quần áo, túi sách, thắt lưng có dấu hiệu giả nhãn hiệu và gần 1.500 sản phẩm hàng hóa mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu.